Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. Thế nhưng trong khó khăn ấy đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người trong mùa dịch. Những câu chuyện cảm động, những hành động đẹp được lan tỏa đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, thêm một lần nhắc nhở chúng ta trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Trong chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những hành động đẹp của tuổi trẻ Điện Biên đồng lòng chung sức cùng chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những chiếc bánh trưng xanh, những chai nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn, gạo hay các nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt đã được tuổi trẻ huyện Điện Biên trao gửi đến các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Những phần quà dù không lớn về vật chất, song đã thể hiện tinh thần sung kích, quyết tâm đồng lòng chung sức của tuổi trẻ cùng các cấp các ngành ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Trong cái thời điểm này thì huyện đoàn Điện Biên cũng đã huy động các cái nguồn lực để hỗ trợ trong cái công tác phòng chống COVID. Và trong dịp này thì chúng tôi cũng đã vận động được 260kg gạo, hơn 5.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 200 cái mũ chống giọt bắn. Trong cái thời điểm này thì huy động tất cả các cái nguồn lực, trong đó có đoàn thanh niên, thì chúng tôi sẽ cùng nhau để chung tay cái phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là cái thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về cái thông điệp 5K của Bộ Y tế tới đoàn viên thanh niên cũng như là bà con nhân dân. Bước vào giai đoạn cao điểm khi Điện Biên ghi nhận các ca dương tính với COVID-19, Thành đoàn Điện Biên Phủ đã kêu gọi cán bộ đoàn, hội viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay thắp sáng niềm tin, góp sức đồng lòng tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19. Bằng những hành động từ những việc làm nhỏ nhất, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng. Được đánh giá cao ngay từ đợt dịch đầu, ý tưởng làm mặt nạ chống giọt bắn để phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện cũng như tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố triển khai làm ngay trong ngày 5 tháng 2 và tiến hành trao tặng hơn 400 mặt nạ chống giọt bắn đến đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch. Cùng với đó, trao tặng gần 1.000 khẩu trang, cồn sát trùng, các nhu yếu phẩm như gạo, nước uống, mì tôm, bánh, kịp thời hỗ trợ động viên các đồng chí cán bộ y bác sĩ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố thì tích cực tuyên truyền đến người dân về các phương pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đến đoàn viên và thanh thiếu nhi trên địa bàn. Bên cạnh đó thì tại các tổ chốt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố thì các đồng chí đoàn viên thanh niên tại các xã vùng ngoài thì cũng đã tham gia tại các tổ chốt để cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc, chống dịch như chống giặc và tư tưởng mỗi đoàn viên thanh niên là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch COVID-19. Từ năm 2020 đến nay, tuổi trẻ Điện Biên đã chung tay phát miễn phí hàng chục nghìn khẩu trang y tế, gần chục nghìn bánh xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, hàng tấn gạo chuyển đến các tổ chốt phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Những động viên chia sẻ hỗ trợ bằng cả vật chất và tinh thần của tuổi trẻ đến với những người đang ngày đêm căng mình tham gia phòng chống dịch càng thêm trân quý hơn bao giờ hết. Những việc làm cụ thể ý nghĩa đó đã thể hiện quyết tâm đồng lòng chung sức của tuổi trẻ Điện Biên, góp phần cổ vũ động viên, giúp đội ngũ những người tham gia chống dịch có thêm niềm tin, động lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Cũng tại thời điểm là đang rất là nóng bỏng như thế này thì đoàn viên thanh niên của thành phố đã kịp thời và nhanh chóng là ủng hộ, hỗ trợ anh em nhu yếu phẩm cần thiết. Xã Nà Nhạn thì cũng thực sự rất là cảm ơn và chân thành cảm ơn các đồng chí trong cái đoàn viên thanh niên của thành phố đã cùng chung tay đồng hành với đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã Nà Nhạn để chung tay phòng chống dịch COVID trong thời gian này. Thì qua đây thì cũng thật sự là chúng tôi cũng được nói lên những cái lời là cảm ơn những cái tấm lòng, những cái thanh niên mặc áo xanh là luôn sát cánh cùng với chúng ta tại địa bàn Hà Tấu để làm sao chúng ta ở đây là đánh thắng giặc COVID. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 là cuộc chiến cam go đầy thử thách và cần sự kiên trì chung sức đồng lòng của toàn xã hội.
đồng hành trong cuộc chiến cam go ấy, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Điện Biên sẽ tiếp tục có mặt ở khắp mọi nơi, từ vùng thấp đến vùng cao, vùng biên giới khó khăn, để đóng góp vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ, cùng Đảng bộ chính quyền ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19. Chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.